trái và nền tảng rèn luyện cho học sinh là luyện tâm, kiến tạo năng lực sống bền vững cho con người. Khởi đầu sự luyện tập võ thuật năm dạng là sự vận chuyển từ nội lực đến ngoại lực. Do đó, việc luyện tập đòi hỏi môn sinh phải có sự kiên trì, tinh thần bền bỉ để có thể phát triển nội lực một cách hài hòa, luôn tinh thần trong sáng. Năm Hình Đạo được sáng lập bởi trưởng môn phái Huỳnh Tuấn Kiệt, một người xuất thân từ dòng tộc Huỳnh gia, có truyền thống nhiều đời y võ tại Long An. Môn võ này được di truyền theo dòng dõi của võ tướng Tổng Trấn Bắc Thành Nguyễn Huỳnh Đức, mà võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt là hậu duệ đời thứ bảy của dòng tộc này. Sư phụ trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt là cũng khai tông, khai trí cho tụi tôi. Thứ nhất là về võ công của sư phụ á, là quá chất tuyệt rồi, thì mọi người thấy cái đó là một cái gương để mà đi theo. Nhưng mà đồng thời tôi cũng hay được là sư phụ khai tông về tinh thần nhân văn thượng võ, đã nhân văn rồi, đã thượng võ rồi, thì mọi người nó phải đàng hoàng. Các trẻ em tôi thấy là sẽ tiến tránh lên rất là năng động, tự chủ. Nhưng đó từ tôi là cũng là hiền hòa đi và cũng có trách nhiệm. Với khuôn viên sân đình chỉ khoảng 100 m², nhưng ngày nào cũng có hàng trăm lượt võ sinh Nam Hình Đạo rèn luyện một cách say mê và đầy hứng khởi. Nam Hình Đạo không chỉ dùng việc dạy võ thuật để phát triển thể chất, mà còn xây dựng môi trường văn hóa võ đạo ngay từ trên khuôn viên võ đường. Tính lễ nghi, tôn sư trọng đạo và lối sống tốt đẹp là những bài học nằm lòng mà môn phái truyền đạt cho môn sinh. Chị Lâm Hoàng Ngọc là một người theo họ